Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Xpander Cross, chiếc xe lai giữa MPV và SUV của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay, thời điểm ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023, cũng tương đối lâu rồi Top Car VN mới cập nhật lại cho các bạn về chiếc xe này. Đây là một chiếc xe hiện tại ở trong phân khúc thì đang cạnh tranh với cả Suzuki XL7, đang cạnh tranh với cả Toyota Veloz Cross hay là chiếc xe Hyundai Stargazer. Với dòng xe Xpander Cross này hiện tại đang có một sự lựa chọn thôi. Xe là sản xuất năm 2023 với mức giá niêm yết của xe là 698 triệu đồng. Tại thời điểm này, chính sách giá mới nhất mình cập nhật được, đại lý sẽ bán với mức giá là 685 triệu. Ngoài ra thì dành tặng cho quý khách hàng dán kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của chiếc xe này sẽ là 757 triệu, ở Hà Nội là 790 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 777 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 757, Hà Nội là 790 và thành phố Hồ Chí Minh là 777 triệu đồng. Mức giá bán này vẫn có thể linh động được trong thời điểm tháng 5 này các bạn nhé, vẫn có thể linh động được nữa. Trả góp thì ở tỉnh chúng ta sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 209 triệu, Hà Nội tối thiểu là 243 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 229 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 209, Hà Nội là 243 và thành phố Hồ Chí Minh là 229 triệu theo phương án trả góp để lăn bánh được Xpander Cross. Thế còn sau đây thì Top Car VN cũng xin phép là giới thiệu nhanh những cái đặc điểm chi tiết về ngoại thất, nội thất, option, tính năng an toàn và tiện ích của cái mẫu mới này dành cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu. Về phần ngoại thất của xe thì cái phần mặt ca lăng là một cái đặc điểm đáng chú ý, có cái kiểu dáng thiết kế thay đổi rất nhiều, với cái phần mặt ca lăng được đặt ở vị trí cao hơn, được sơn màu đen bóng với những cái họa tiết hình thang và được đặt cao hơn, đâu đó chúng ta cái nhìn chiếc xe nó có cái trọng tâm sẽ là cao hơn, và vẫn có hai cái miếng chrome được đặt ở hai bên, vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic View thường thấy. Đó là cái phần mặt ca lăng. Tiếp theo về phần công nghệ đèn thì ở bên trên này chúng ta có giải đèn LED định vị ban ngày được chia khoang ra, nhìn rất là đẹp, cũng tích hợp luôn cả đèn xi nhan ở trên đấy luôn. Bên dưới là đèn pha cốt thì sẽ sử dụng dạng LED projector các bạn nhé, cho ánh sáng màu trắng quý chị các bạn ạ, nhìn nó sang trọng. Và cái kiểu dáng thiết kế của đèn là hình chữ T được đặt nằm ngang, rất giống với Xpander. Bên dưới này đó là cái đèn sương mù cũng là dạng LED luôn, cho ánh sáng màu trắng. Chúng ta đi trong cung đường trường, đường dài, đường sương mù, đường trời mưa sẽ tạo cái tầm nhìn phá sương tốt hơn khi mà bật cái đèn này. Và ở phần trung tâm này, ở bên dưới cái phần mặt ca lăng, đó là chúng ta nhận ra ngay, đó là một cái mắt camera 360 đã được lắp đặt sẵn rồi các bạn nhé. Mắt cam 360 ở đây. Ở bên dưới này, đó là thanh cản trước của xe, thì được thiết kế màu bạc sáng, và nó là nhựa các bạn nhé, nó là nhựa thôi, màu sơn màu bạc sáng sẽ được đặt cao lên, nhìn nó cũng rất là sang trọng và khỏe khoắn hơn theo cái thiên hướng thiết kế SUV của cái dòng xe này. Sang cái phần sườn xe, phần sườn xe thì chúng ta quan tâm tới nó cái đầu tiên, đó là cái la răng của xe. La răng của Xpander Cross 2023 kiểu dáng thiết kế thay đổi hoàn toàn so với cả phiên bản cũ. La răng này thì có màu bạc sáng với những cái chi tiết nhìn cũng rất là đẹp, thể thao. Và phần la răng này là 17 inch các bạn nhé, la răng 17 inch, hai bánh trước là phanh đĩa, hai bánh sau sẽ là phanh tăng trống. Và hiện tại thì chiếc xe này cả bốn bánh đều được trang bị ABS này, có cân bằng điện tử này, phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo xe, đó là những cái tính năng an toàn các bạn nhé. Đó, chiếc xe Cross 2023 này thì la răng này nhìn nó thanh thoát hơn so với cả phiên bản cũ. Bản cũ thì nhìn đâu đó nó to bản hơn so với bản này. Phần gương chiếu hậu của xe thì được tích hợp xi nhan trên gương, gương gập điện, chỉnh điện, và có tích hợp xi nhan trên gương. Và ngoài ra nữa thì có tích hợp cả cái mắt camera 360 độ nữa ở cái bên dưới này. Đây là cái mắt cam 360 sẽ giúp quan sát cái phần sườn xe các bạn nhé. Sườn xe hai bên sẽ có cam 360, đầu xe cũng có cam 360 rồi. Phần viền chân kính thì được ốp mạ chrome sáng bóng, nó sẽ tạo ra cái cảm giác chắc chắn hơn cho cái phần sườn xe này, thể thao hơn. Và ốp tay nắm cửa thì cũng được ốp mạ chrome, có tích hợp nút mở chìa khóa thông minh Smart Key. Chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa bên người là có thể đóng mở khóa cửa được rồi, mà không cần thao tác bằng chìa khóa.
Bên dưới này chúng ta có một cái thanh nẹp sườn là nhựa sơn màu bạc sáng các bạn nhé. Ở bên dưới này nó sẽ tạo ra cái cảm giác là khỏe khoắn hơn cho cái phần sườn xe này, đúng không ạ? Nhiều cái chất SUV hơn cho chiếc xe Cross năm 2023 này. Phía sau này đó là phần đuôi sau với những cái điểm nhấn, đó là kiểu dáng thiết kế này. Rồi là chúng ta có cái phần thanh cản sau được đặt kéo cao hơn so với cả phiên bản cũ, nhìn năng động hơn. Chiếc xe Cross 2023 này thì chúng ta sẽ có một cái giải đèn LED ở cái đèn hậu phía sau này. Khi mà chúng ta đi trời tối chúng ta bật đèn lên ấy thì nó sẽ sáng, thì nhìn nó sẽ là nổi bật hơn. Đấy, đấy là cái giải LED khi mà chúng ta đi tối nó sẽ bật lên, bật đèn lên thì nó sẽ sáng và chúng ta dễ nhận diện hơn. Xpander Cross được viết cách điệu ốp mạ chrome các bạn ạ. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có hai cái cảm biến ở phần sau này các bạn nhé. Cảm biến lùi đấy, có cam lùi ở bên trên này là camera lùi này, cảm biến lùi cam lùi này. Ở đây là logo của Mitsubishi này, được ốp mạ chrome đặt ở đằng sau này. Cam 360, cam lùi, cảm biến lùi nữa. Ở bên dưới này sẽ là cái thanh cản sau mình vừa có nhắc đến, nó cũng là sơn nhựa màu bạc sáng, sẽ đặt ở cao hơn so với cả phiên bản trước, nhìn cái gầm xe nó thoáng hơn. Gầm xe của chiếc xe này là 225mm quý chị các bạn nhé, rất là cao đấy quý chị các bạn ạ. Dung tích tiêu hao nhiên liệu của xe thì cũng nhiều người chú ý, một động cơ 1.5, động cơ với động cơ 1.5 Mivec cung đường kết hợp sẽ là 7.3 lít, cung đường trong đô thị là 9.09 lít, gọi là 9 lít, ngoài đô thị là 6.25 lít. Sử dụng hộp số tự động 4 cấp các bạn nhé. Đấy, hộp số tự động 4 cấp, máy 1.5 Mivec, máy xăng hút khí tự nhiên, có cái thanh giá nóc bên trên này. Ngoài ra thì anten dạng vây cá sơn cùng màu với cả xe luôn, có cái màu cam ấy, tức là cái màu cam thì sẽ làm nóc nó sẽ là màu đen ấy, nhìn nó thể thao hơn so với các màu còn lại. Các màu còn lại thì nóc cùng màu thân xe, thế còn màu cam là nóc đen, thân sẽ là màu cam. Ở bên trong này thì không gian nội thất của xe thì theo xu hướng là màu đen. Đấy, xu hướng thôi quý vị các bạn nhé, chứ thực tế cái ghế của nó có cái thiên hướng là màu xanh xám các bạn ạ. Vô lăng thì là một cái điểm thay đổi, vô lăng bọc da 4 chấu và rất giống với Xpander, chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport, đúng không ạ? Logo của Mitsubishi thì vẫn được đặt ở vị trí trung tâm. Đây, vô lăng bọc da 4 chấu, đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ, nhìn rất là khỏe. Đây này. Đấy, những cái đường khâu mũi chỉ các bạn có thể nhìn thấy độ hoàn thiện chi tiết rất là nhiều, rất là cao. Có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, rồi là đàm thoại rảnh tay, rồi là có cả cruise control, tính năng ga tự động khi mà đi trong cung đường trường, đường dài thì chúng ta mới thấy nó rất là cần thiết. Đường cao tốc ấy, chúng ta đỡ phải đạp ga, rất là mỏi chân các bạn ạ. Auto tự động ở cái đèn pha là có chức năng auto tự động rồi quý vị các bạn nhé. Trời sáng thì nếu chúng ta bật auto nó sẽ tự động tắt, mà trời tối chúng ta bật auto nó sẽ tự động sáng lên. Đèn bên đây là cái gạt mưa cũng có auto tự động rồi. Đấy, khi chúng ta bật ở chế độ auto thì nếu mà có hạt mưa xuống nó sẽ tự động cảm biến, thông qua cảm biến để có thể là gạt mưa. Cửa gió điều hòa. Rồi nào, bên trên này sẽ là các cái tên, đây là phần bọc da các bạn nhé. Các những bạn có thể nhìn cái đường khâu mũi chỉ luôn đấy ạ, bọc da luôn đấy, da thật luôn đấy, màu xanh xám. Đấy, ở bên trung tâm này thì chúng ta có một cái màn hình giải trí là 9 inch. Đấy, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth, cơ bản là chúng ta dùng thoải mái. Rồi là hệ thống điều hòa, hai cửa gió điều hòa ở bên dưới này. Đấy, cái đặc điểm thay đổi nữa là cái màn hình trung tâm thì sẽ là màn hình trung tâm LCD 8 inch, thay đổi nhiều so với cả màn hình của cái phiên bản cũ. Ở bên dưới này hệ thống điều hòa, rồi là đèn nổ start stop. Đèn nổ start stop là ấn đấy các bạn ạ, chỉ cần ấn nút này là có thể đèn nổ rồi. Rồi là chúng ta có hệ thống điều hòa tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm quạt gió, có chế độ max cool. Bật max cool này thì nó sẽ tự động đưa về nhiệt độ thấp nhất cho quý anh chị các bạn. Ở bên dưới này chúng ta có, ở đây nó là một cái cổng sạc USB, còn là cổng sạc 12V. Đấy, đây là cái cổng sạc 12V thường để kết nối với camera hành trình quý chị các bạn ạ. Đấy, một cái cần số đi số theo dạng thẳng đứng như thế này, tất cả các chế độ là P, R, N, D đúng không ạ. Rồi là phanh tay thì đã có phanh tay điện tử rồi, có auto hold rồi các bạn ạ. Đấy, rất là gọn gàng cho cái phần vị trí người lái như thế này để chúng ta thao tác. Phần bệ tì tay thì cũng là được bọc da, và những cái đường khâu mũi chỉ ở đây chúng ta sờ chúng ta nhận ra ngay đúng không ạ. Chúng ta tỉ vào đây thì rất là êm ái, thoải mái. Ghế thì cũng là bọc da, cũng đều là màu xanh xám cả thôi đó. Không gian nội thất bên trong thì cơ bản là nhìn cũng gọn gàng thoáng đãng. Đây là một chiếc xe đa dụng, rất là nhiều những cái hộc để đồ đấy.
Tiếp theo nữa này, chúng ta sang cái phần táp ly cửa này. Đây này, cũng được bọc da các bạn nhé. Bọc da rất là hoàn thiện chi tiết này. Ở đây là các chi tiết da được khâu cũng là màu xanh xám luôn. Lên xuống kính thì vị trí người lái sẽ là auto tự động một chạm. Đóng mở khóa cửa rồi đóng mở cụp gương. Đóng mở lên xuống kính. Đấy. Ở bên dưới này là một cái hộp để đồ để chúng ta có thể để chai nước hoặc để bất cứ cái gì mà chúng ta có nhu cầu để. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có điều chỉnh mặt gương này. Ví dụ như là chúng ta vào đây là nút bấm đóng mở cục gương điện ấy. Chúng ta xuống xe chúng ta bấm vào cái nút này thì nó sẽ tự động cụp vào các bạn nhé, để chúng ta biết cụp gương vào thôi, đơn giản vậy thôi. Chúng ta muốn điều chỉnh mặt gương bên trái thì chúng ta ấn led L đây các bạn ạ, rồi là điều chỉnh bên trên này. Điều chỉnh mặt gương bên phải thì ấn right. Đấy, để chúng ta điều chỉnh. Đây là nút tắt bật hệ thống chống trơn trượt, rồi là nút camera 360 độ. Đấy, cơ bản thì thực ra là những cái này thì khi mà khách hàng chúng ta nhận xe thì các bạn tư vấn viên bán hàng cũng sẽ tư vấn lại và giới thiệu đầy đủ lại do những khách hàng, đặc biệt là khách hàng mà chúng ta mới lấy xe lần đầu. Đây một chiếc xe 7 chỗ đa dụng đi gia đình thì rất là ok, ổn, thoáng đãng, rộng rãi, thoải mái. Chạy công việc thì mình nghĩ là cũng ok được các bạn ạ. Nếu chạy công việc thì các bạn có thể lựa chọn Mitsubishi Xpander cũng được. Cross này thì theo thiên hướng là thể thao gia đình hơn. Đấy, cửa gió điều hòa ở hàng ghế phía hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ ba này thì cũng rất là ok. Đây là một chiếc xe MPV, có chất MPV ở đây cho nên là cũng cơ bản là ngồi, nếu mà hàng ghế phía sau này người lớn thì ngồi sẽ hơi bí một chút, nhưng mà trẻ con thì ngồi vẫn là thoải mái quý chị các bạn nhé. Còn hàng ghế thứ hai thì rất là rộng, kể cả độ để chân rồi là từ trần cho đến đầu thoải mái. Trên đó là cái phần cập nhật về giá cũng như là top KVN giới thiệu nhanh những cái đặc điểm về ngoại thất nội thất option của Xpander Cross dành cho khách hàng lần đầu tìm hiểu. Vậy thì chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Miền Nam thì nhờ các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top KVN. Xin chào ạ.